Ngày 18 tháng 9, Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã xác minh làm rõ Võ Đình Nha, 28 tuổi, tạm trú phường Khê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng và Huỳnh Đức Thành, 23 tuổi, tạm trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào các shipper. Theo đó, vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 9, anh NVT, tên viết tắt là shipper tự do vào trang shipper Đà Nẵng nhận chuyển đơn hàng từ đường Nguyễn Chí Thanh đến đường Nguyễn Phước Lan. Khi đến địa điểm nhận hàng nói trên, một thanh niên từ trong nhà đi ra tay mang theo một túi ni lông. Bên trong túi ni lông có bốn hộp giấy, bên ngoài ba hộp in hình ảnh camera, một hộp in hình ảnh loa nghe nhạc. Khi đưa hàng, người thanh niên trên yêu cầu anh T trả trước số tiền 4,1 triệu đồng và nói rằng sau khi giao hàng thì người nhận hàng sẽ trả cho anh T số tiền trên. Khi đến địa điểm giao hàng tại đường Nguyễn Phước Lan, anh Tê liên hệ người nhận thì không liên lạc được. Anh Tê mở các hộp đựng camera thì phát hiện bên trong chỉ có mì tôm, muối, muối xốp nên biết bị lừa và trình báo công an. Sau khi nhận được tin báo vụ việc, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ Nha và Thành liên quan vụ lừa anh Tê. Bước đầu công an làm rõ thủ đoạn của hai đối tượng này. Theo đó, để tạo niềm tin cho shipper, Trước khi cọc tiền và nhận hàng để vận chuyển, Nha và Thành đã vào các hội nhóm Facebook cho thuê nhà và liên hệ được đại diện chủ nhà ở đường Nguyễn Chí Thành, nhà đang cần cho thuê. Sau đó, Nha và Thành đến địa điểm trên, một người sẽ đi vào nhà để đóng vai người xem nhà, một người hẹn shipper đến để yêu cầu cọc tiền trước khi nhận hàng vận chuyển. Do tin tưởng Nha và Thành có nhà và địa chỉ rõ ràng nên shipper cọc tiền, không kiểm tra hàng trước khi đi giao. Hiện công an phường Hải Châu 1 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc để công an quận Hải Châu tiếp tục điều tra. Ngày 18 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuyền, 34 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2017, Tuyền mở cửa hàng sửa chữa điện thoại di động, kèm theo kinh doanh mua bán máy tính, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến khoảng cuối năm 2020, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh COVID-19, việc kinh doanh thua lỗ nên Tuyền đã vay mượn tiền của nhiều người để tiêu xài và chơi số đề với hy vọng sẽ thắng bạc, có tiền trả nợ. Do đó, khoảng tháng 3 năm 2022, do thua bạc và không có khả năng trả nợ, Tuyền nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tuyền nói dối với khách hàng thân thiết là bà NTKH tên viết tắt nói dối là Tuyền mới mua một thửa đất ở thành phố Cần Thơ, giá 700 triệu đồng, đã đặt cọc 400 triệu đồng, số còn lại vay nhưng ngân hàng giải ngân không kịp. Do đó, Tuyền mượn giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của bà Hắc để Tuyền đưa cho chủ đất làm tin, có được giấy đất. Ngày 25 tháng 3 năm 2022, Tuyền tự soạn hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà của bà Hắc sang cho Tuyền, rồi tự ghi và ký tên những người sang nhận chuyển nhượng. Sau đó, Tuyền đem hồ sơ làm giả, đem đến cầm cho ông PTB tên viết tắt, lấy 800 triệu đồng, lãi suất 3% trên tháng. Và thỏa thuận, trong thời hạn 30 ngày, một tháng, Tuyền sẽ trả vốn và lãi cho ông B. Đến thời hạn trả nợ, ông B không thấy Tuyền đến trả vốn, lãi và chuột lại giấy tờ nhà, nên đến gặp và cho bà H biết căn nhà của bà H đang ở đã được Tuyền mua lại và đang cầm giấy tờ nhà ở cho ông B. Sau khi xem hợp đồng mua bán nhà, giấy cầm cố, bà H và ông B nghi ngờ bị Tuyền lừa gạt nên làm đơn tố giác đến công an. Ngày 11 tháng 9, xử sơ thẩm, Toản Nhân dân tỉnh Đồng Tháp phạt bị cáo Vương Thanh Lộc, 51 tuổi, ngụ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, 14 năm tù, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lộc có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo cáo trạng, lộc là thợ cơ khí tại nhà máy 3 tháng 2, huyện Cao Lãnh, do ông N.L.M.T. tên viết tắt làm giám đốc. Sau đó, lộc nghỉ và chuyển sang làm lái xe. Sau đó, lộc nghỉ và chuyển sang làm lái xe chở khách tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp. Vào đầu tháng 3 năm 2022, lộc gặp ông T. và nói mình có quan hệ thông gia với chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đương nhiệm và có quan hệ thân thiết với bí thư tỉnh ủy. Sau đó, Lộc mua sim số điện thoại 0776525436 gọi cho ông Tê, tự xưng là bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, nói do Lộc giới thiệu và muốn làm quen với ông Tê. Tin tưởng nên ông Tê thường xuyên nói chuyện qua lại với Lộc, đóng giả danh bí thư tỉnh ủy. Sau đó, ông Tê khoe với ông PHL tên viết tắt việc mình thân quen với bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp và ông NL hỏi xin số điện thoại để gọi làm quen. Lúc này. Lộc lấy danh nghĩa là bí thư tỉnh ủy để kết nghĩa anh em với ông T và ông N.L nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được sự tin tưởng, Lộc lấy danh bí thư nói dối với ông N.L là mẹ bị bệnh tim đang cần gấp số tiền lớn phẫu thuật nên hỏi mượn số tiền của ông N.L. Lộc còn căn dặn kỹ ông N.L cứ đưa tiền cho Lộc. Tin tưởng, ông N.L đã nhiều lần chuyển 310 triệu đồng. Sau đó. Lộc biết ông L có ý định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh nên tiếp tục giả danh Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Lúc này, Lộc giả danh bí thư Đồng Tháp nói với ông L có mối quan hệ thân thiết với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và hứa sẽ giới thiệu ông L làm quen. Sau đó, Lộc lấy số điện thoại khác gọi cho ông L giả danh là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường làm quen. Được sự tin tưởng, Lộc tiếp tục chiêu trò nói dối vợ bộ trưởng đang điều trị bệnh tại Singapore để mượn tiền ông L. Tin tưởng, ông L tiếp tục chuyển 350 triệu đồng cho Lộc. Số tiền lừa được, Lộc đem gửi tiết kiệm ở ngân hàng. Đến ngày 13 tháng 9 năm 2022, ông L đi công tác gặp bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp thì mới biết mình bị Lộc lừa đảo. Để xác tính, ông L gọi vào số điện thoại của Lộc. Lộc nghe máy và tiếp tục nhận mình là bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp, nên ông L đã trình báo cơ quan công an. Ngày 14 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ đã ra quyết định truy nã bị can Nông Ngọc Thủy, 36 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, từ năm 2020 đến năm 2021, Thủy sử dụng mạng xã hội Telegram, phần mềm học trực tuyến, kêu gọi nhiều người chuyển tiền vào tài khoản của Thủy, đầu tư giao dịch quyền chọn nhị phân, Binary Option, BO tin tưởng nhiều bị hại đã chuyển hàng tỷ đồng cho Thủy. Thủy sử dụng tiền để trả cho những người đã tham gia trước đó và người tham gia. Số còn lại, Thủy trả lãi cho chính người tham gia. Phần còn, Thủy chiếm đoạt rồi bỏ trốn. Tổng cộng, Thủy đã chiếm đoạt 8 tỷ đồng của các nạn nhân trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đề nghị ai biết đối tượng Thủy ở đâu, xin báo cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc đồng chí Lê Tấn Thạnh, điều tra viên thụ lý vụ án điện thoại 0907 059 168 hoặc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ, điện thoại 0693 672 214.